Gethsemane, Chúa quỳ gối thiết tha nguyện cầu, Ngài khấn xin thay cho nhân gian lòng than hú mang. Khắp đồi Olive đêm nay đang nhuốm màu tang tóc thê lương, không vì Chúa đâu đang vơi muôn sầu não. Trần gian chưa nay âm u, than không giờ con thánh hy sinh, sống rèn chờ phản ứng như trong lời thánh kinh xưa. Chúa vì thương xót nhân gian nên vào đời chết thành người, chịu muôn cay đắng và bao trên thiên quang, chính tình yêu bao la vô biên, in bóng Ngài che phủ nơi nơi, rất diệu thế nhân bởi cánh tay hằn huyết tuôn rơi. Chúa vì thương xót nhân gian nên vào đời chết thay người, chịu muôn cay đắng và bao đau đớn nhục nhã khinh chê. Chúa vì thương xót tôi đây bấy lâu lòng đường lạc lối, hy sinh thân báu Chúa mua tôi về bằng huyết của Ngài. Chúa vì thương xót nhân gian và bao đêm.